Con tóc của gì ông cháu nhỉ? Con cho cháu quả môi con cháu ạ. Nhưng cháu quả màu sáng khói ạ, mai cháu đi Hàn Quốc biểu diễn. À ông cháu biểu diễn gì, hát hay là nhảy ở bên đấy cháu? Nhảy ạ. Ờ thế chú sẽ nhuộm cho cháu xám khói này, môi cần chéo này. Ok nhá, xung quanh cắt trắng toát nhá. Có Trấn Viên đuôi hoàng phi hồng không? Ok, vào việc luôn ông cháu nhá. Rồi. Dậy đi ông cháu ơi, xong đấy. Ơ quả là môi cần chéo xám khói của cháu luôn nhỉ. Thôi chết rồi, chú nhầm thành nhuộm xanh đen rồi. Ôi, không được đâu chú ơi. Thôi thông cảm của chú được không? Không, cháu không thông cảm đâu. Bây giờ chú vẫn thông cảm thì chú hãy dắt cháu ra Trần Duy Hưng ăn ghẹ. Dắt ra Trần Duy Hưng ăn ghẹ á? Vâng. Để chú xin vợ chú vào nhá. Vợ cho chồng đi Trần Dương ăn gẹ cả thằng này được không? Vâng, vẫn đêm hôm này. Ôi đêm hôm vợ chú không cho đi đâu rồi ông cháu nó thông cảm chú được không? Nếu không được đâu, chú đền cho 5 lốp đi. Chán thế nhỉ. Vợ cho chồng đi cả nó đi, chồng giận nó đi ăn gẹ Trần Dương xong rồi chồng về ngay. Chồng không ăn cả nó đâu. Cháu ăn thôi nhá. Mày không biết đường ra Trần Dương đúng không? Vâng. Ok, cho chồng đi cả nó được không? Đi luôn đi. Ôi thế thôi chú không đi đâu, thôi chú mới phạt mày 500 vậy. Chán thế. Ông cháu không biết đường ra Trần Dương à? Vâng. Đây ông cháu cầm tạm làm lô nhá. Vâng. Thôi, về nhá. Vâng. Ê, chở em về dịch vụ còn giấy cái mặt. À, anh đưa em thanh toán tiền cho. Anh đem rồi em để cẩn trọng này. Ô, anh định sao em buồn kìa. Vâng, em đêm hôm là không phải ý anh. Em cướp rồi. Ôi, anh ơi. Có. Anh ơi. Chìa khóa đây. Đây, chìa khóa đây. Đây, có một cái điện thoại. Gì đấy? Em hết tiền rồi, có một cái điện thoại. Hàn cướp ạ. À. Chú ơi, anh cướp của cháu rồi. Cướp điện thoại. Gọi công an cướp ạ. Hóa ra lỗ. Bùng. Gọi công an cướp tóc của chú. Vào đây. Báo mà bắt mà. Vào bắt. Chú. À, không là cướp ạ. Điện thoại đấy. Là nó. Hàn cướp. Hiệu quả. À, thầy. Định ý đấy. Cướp ở đây. Cẩn thận. Đánh lại chú đấy. Bắt. Bắt nó. Nhanh lên. Thầy khỏe lắm. Rồi chú ơi. Đưa rồi. Đưa rồi. Chói tay nó lại. Rồi cháu biết cơ thôi đấy. Được rồi chú ơi. Gọi công an, mày giữ đấy. Để kiểm tra góp chú giữ đây. Gọi đây rồi đây. Alo, phải công an phường Phú Phụng à? Vâng vâng, đến số đám ngách tiến bộ. À, à chú mày tiến bộ cho anh ơi, thằng cướp cướp đêm anh ơi. Cướp xe ôm à? Vâng vâng vâng, đến đấy công an đây thôi chú ơi. May là thằng này nha. Rồi. Thôi ngồi ở đây thôi. Không phải đi vào mày mới. Mày đứng ra đi. Mày đang lên báo mày.